Nay là ngày cuối cùng của cái năm fiscal year. Ngày mai sẽ là bắt đầu cái fiscal year mới quý vị ha. Ngày hôm nay có rất là nhiều chuyện xảy ra. Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị ba cái nội dung sau đây. Thứ nhất là trả lời cái câu hỏi là tiền hưu SSA có tăng hay không. Rồi thứ hai là bên Thượng viện hiện giờ đã thông qua, bên Hạ viện cũng thông qua, Thượng viện thông qua rồi, Tổng thống Biden cũng ký rồi. Cái đó là cái gì? À, ngày hôm nay đó là Tổng thống Biden ký ngày hôm nay đúng không quý vị nha. À, không biết là xảy ra nhanh chóng như thế nào thì Ngọc mới đọc được cái thông tin này thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị. Thứ ba là những cái cập nhật trực tiếp liên quan đến cái gói 1.200 tỷ hiện giờ đang bỏ phiếu tại bên phía chi nhánh Hạ viện. Thì Ngọc cũng mời quý vị và hy vọng quý vị theo dõi kênh của Ngọc, thì quý vị cho Ngọc xin cái like và đăng ký kênh quý vị nha. Rồi bây giờ nói đến cái chuyện là cái tiền SSC có tăng hay không, thì cái câu trả lời hiện giờ là chưa biết. Người ta dự kiến là sẽ tăng khoảng 6.2% dựa vào cái CLRAISE. CLRAISE là cái Cost of Living Adjustment cho năm 2022. Mỗi năm như vậy thì thường thường người ta tăng một chút xíu. À, năm nay á thì dự kiến là 6.2%, đó là cái khoản tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua. Thì ở đây á, một cái điều đặt ra là tăng như vậy thật sự nó có đủ để bù lại cái tình hình lạm phát tăng cao, rồi chợ tiền chợ cũng tăng nè, tiền xăng cũng tăng, cái gì nó cũng tăng, mà tăng 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 mạnh chứ không phải là tăng nhẹ nhẹ đó. Cho nên nhiều cô chú nói là dù sao cũng nó không đủ con ơi. À, thì thật sự là Ngọc cũng hiểu cái điều này, cái gì nó cũng tăng hết quý vị, giá dịch vụ, đồ ăn, đồ uống, rồi mua cái gì nó cũng tăng hết á. À, thì cô chú anh chị nghĩ như thế nào, họ có tăng 6.2% hay không, thì cô chú anh chị hãy dự đoán thử xem. Hiện giờ thì chưa có cái thông báo chính thức. Hôm bữa trước thì Ngọc cũng có chia sẻ SSI, tức là tiền già, tiền bệnh á, thì dự kiến người ta đề xuất nha, người ta mới đề xuất thôi chứ chưa có ký luôn. Đề xuất là tăng từ cái con số tối đa 749 lên là 1073 mỗi tháng. À, thì đó thì cái con số tối đa quý vị ha, nhưng mà hiện giờ vẫn chưa ký. Chưa ký, not yet, ok. Cái này cũng chưa biết luôn. À, thì khi nào biết thì Ngọc sẽ trả lời cho quý vị, Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị sau. Quý vị nhìn lên cái này nè. Từ năm 1983 tới giờ không có cái năm nào mà tăng trên 6% hết. Đó, 6.2%. À, cho nên là 6.2% là cao nhất kể từ năm 1983 đến giờ. À, cho nên là cao thì cao đó, nhưng mà cô chú cũng than quá trời luôn, không đủ. Rồi bây giờ qua cái mà người ta thông qua một cái bill và Tổng thống Biden cũng ký cái bill này luôn. Ngay ngày hôm nay, ngày thứ năm nha quý vị nha. Thì cái đó là cái gì? Thì Ngọc xin chia sẻ như thế này. Theo cái tờ báo CBS News thì ngày hôm nay, ngày thứ năm, ngày 30 tháng 9 thì cả Hạ viện và Thượng viện cùng chấp thuận một cái bill để mà giữ chính phủ Mỹ mở cửa từ ngày nay đến ngày đầu tuần của cái tháng 12. Quý vị nhớ rằng là cái fiscal year nó sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Nếu như thực sự ngày hôm nay mà họ không có thông qua, không có ký, thì chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa đến khi nào nó được ký thì thôi. Như vậy thì họ làm ngắn hạn thôi ha, gọi là cái short term. Short term này sẽ đến khoảng là cái tuần đầu tiên của tháng 12. Đó, tháng ngày bao nhiêu thì không 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 biết. Nói chung là vậy ha, early December. À, thì thật sự là họ thông qua cái này vào giờ phút cuối và cũng ký cái này vào giờ phút cuối luôn, chỉ có còn mấy tiếng nữa là hết cái fiscal year rồi. Đó, thì hiện giờ cái theo cái thông tin của CBS News á, là họ thông qua cái này với sự ủng hộ của lưỡng đảng luôn. Bên Thượng viện á là thông qua với cái số phiếu thuận là 65 và phiếu chống là 35, như vậy là 65 trên 60 là ok rồi đúng không? Còn bên Hạ viện á, là 254 phiếu thuận và 175 phiếu chống, đủ phiếu để thông qua. Và họ đã chuyển lên bàn của Tổng thống Biden và Tổng thống Biden đã ký thành luật rồi quý vị nha. Đó là cái điều mà đã ký ngày hôm nay. Còn đối với cái gói
1.200 tỷ và cái gói 3.500 tỷ thì hiện giờ vẫn chưa được thông qua quý vị nha. Hiện giờ đây là cái giờ phút, những cái tiếng đồng hồ từ giờ đến cuối ngày hôm nay đối với vậy là những cái giờ phút căng thẳng. Thật sự tới thời điểm bây giờ vẫn chưa có những cái thay đổi gì hết. Theo đài CNN á, thì họ có chia sẻ là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng là bây giờ họ phải làm việc và họ phải đàm phán, negotiate, thương thảo, mà họ phải làm sao để cả hai bên, kéo hai bên gần lại, tức là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa kéo gần lại, làm việc cùng với nhau để mà ra được một cái kết quả, ra được một cái agreement, thì lúc đó họ mới thông qua được. Chứ bây giờ trong cái quá trình đàm phán này thì họ cũng có những cái điều mà nó mắc kẹt ở chính giữa. Tại vì sao? Tại vì nó còn có cái gói 3.500 tỷ này nè quý vị. Thì hiện giờ có một số gọi là dân biểu mà họ nghiêng về phía bên cánh tả đối với vị thì họ không có ủng hộ quý vị nha. Thì không có ủng hộ là theo như cái trang Twitter này á, thì họ nói rằng là họ phải làm theo những cái gì mà họ đã đề ra. Tức là họ sẽ thông qua hai cái bill cùng một lúc luôn, chứ không thể nào mà chỉ vô cho cái gói 1.200 tỷ này. Thật sự có thể là họ chờ đến 9 giờ tối ngày hôm nay mới có được cái kết quả. Hiện giờ có rất là nhiều cái phiếu vô chống ha. Cái phiếu chống á, phiếu thuận thì có thể là có đó, có nhiều đó, nhưng mà phiếu chống cũng nhiều. Thì hiện giờ nếu như mà tính những cái phiếu chống của những thành viên của Progressive Democrats đó quý vị, thì có khoảng đâu 45-50 phiếu chống đó. Không biết là cái này nhiều như vậy thì họ có thông qua nổi hay không. Thì hiện giờ họ nói rằng là từ trước đến giờ nếu như mà họ đã đồng ý là thông qua cả hai, tại vì nếu như mà không thông qua cái 3.500 tỷ thì họ sẽ rút phiếu ủng hộ. Họ không có vô cho 1.200 tỷ thì cũng như không. Thì bây giờ cũng không biết làm sao, nhưng mà cho đến tại cái thời điểm mà Ngọc chia sẻ cái video này là khoảng 7 giờ đó quý vị, thì vẫn chưa thông qua, và còn 2 tiếng nữa thì có thể là họ sẽ có cái kết quả là có tiếp tục đàm phán ngày hôm nay hay là cái kết quả như thế nào thì mình cũng chờ xem thử. Tại vì cho đến tại thời điểm bây giờ thì cũng không có cái thông tin gì mới. Cái bill mà họ thông qua, khi mà Ngọc đọc cái chữ là thông qua, Ngọc mừng, ủa vậy là thông qua rồi hả ta? Cái gói cơ sở hạ tầng sẽ đem lại rất là nhiều việc làm cho người dân, sẽ sửa chữa, tu bổ và làm mới những cái cầu đường, trạm xá, vân vân. Thì đó là cái điều mà giữa hai bên, hai đảng họ đều muốn. Đảng Cộng Hòa cũng muốn, đảng Dân Chủ cũng muốn. Và dĩ nhiên là Tổng thống Biden cũng muốn ký cái gói đó. Nhưng mà hiện giờ cái gói đó vẫn chưa được thông qua. Cho nên là dù sao đi nữa thì cái gói stopgap spending bill họ cũng đóng thông qua rồi. Cho nên là cái đó là cái tin rất là mừng, bởi vì nếu như không thông qua cái gói đó đó thì chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa cái thời nào chứ, đóng cái thừa cửa mà mùa dịch này, rồi đóng cái cửa chính phủ khi mà quý vị vẫn đang chờ cái tiền hoàn thuế, rồi cái tiền CTC, rồi những cái tiền này tiền nọ tiền kia, thì nó sẽ delay tất cả mọi thứ. Cho nên là Ngọc cũng mừng là cái Stopgap Spending Bill đã được ký rồi. Thì Ngọc xin chia sẻ như vậy, và Ngọc sẽ cập nhật nếu như tối hôm nay có cái thông tin gì đến với cái gói 1.200 tỷ này thì Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo quý vị nha. Bye bye nào.